Bún nước lèo ở Sóc Trăng, hủ tiếu nước mía ở Mỹ Tho, bánh ú miền Tây ở Vĩnh Long, thêm cái món vịnh nấu chao và cùng Phúc khám phá hết khu chợ đêm ẩm thực Cần Thơ nha. Rồi cả đám đi giải trí ở một lô tô show kiểu miền Tây vừa vui vừa hấp dẫn cho đến gần nửa đêm luôn. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Sau khi rời Cà Mau thì tụi mình quyết định ghé quán cây nhãn ở Sóc Trăng để ăn bún nước lèo nè. Nhưng mà hôm nay đi ngay ngày rằm cho nên hình như quán đóng cửa đi chùa rồi. Nói chơi chứ tôi cũng biết nữa. Cho nên dòng ra quán bún nước lèo ở ngoài 655 đường quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng nha. Ở đây thì bán bún nước lèo cũng ngon, vị thơm nhẹ mắm, có topping cá lóc, heo quay, tôm và ăn cùng với lại rau như là bông chuối. Rồi tụi tôi mua mấy cái món như là bánh ú, bánh dừa, bánh tét nhí lên xe để ăn. Đến gần tầm 5 giờ thì tụi mình đã về đến khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ rồi nè. Tối nay tụi mình book 2 phòng cho 5 người, một phòng 2 giường tầm 1,5 triệu, còn một phòng 3 giường do có thêm anh tài xế thì giá là 2 triệu. Mường Thanh thì Phúc ở nhiều rồi, từ Quảng Bình cho đến Cà Mau, chất lượng ổn, có nhiều dịch vụ đi kèm nữa. Xong cái hướng sau đi ra chợ đêm Cần Thơ khám phá xem ở đây có bán món gì nha. Khu này chủ yếu là nằm ngay trước chợ cổ Cần Thơ và Phúc thấy bán rất là nhiều món như các món xiên que nướng, bánh tráng nướng, các món lẩu, xôi gà, nước mía và các món chè nè. Ở khu chợ đêm này thì cũng không quá to, cũng không ít món, Phúc thấy có nhiều chỗ bán xôi gà lắm. Nhưng mà ở đây người dân ghé mua về cũng nhiều nữa, vì ở đây không phải phố đi bộ cho nên xe rơ vô cũng nhiều và khá là nhộn nhịp. Tự nhiên tôi thấy giống chợ đêm quê mình bên Tiền Giang ghê á. Lúc này thì bụng cũng đói rồi, cái tôi đọc đâu đó có bạn nói là nếu mà dân Cần Thơ thì người ta hay ăn vịt nấu chao của cô Minh ở trong hẻm 1 sườn 1C đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều nè. Quán này thì gần chỗ công viên Lưu Hữu Phước. Đối với riêng Phúc thì lẩu ở đây rất là ngon nha, thịt vịt nạc nhiều. Cái lẩu này ăn 4 người mà chỉ 250.000 thôi. Thêm ít nấm mì gói nước ngọt thì các bạn gọi thêm nha. Có bên Thành Giao thì hồi xưa chú Giao còn sống thì Phúc ăn hoài à, cho nên các bạn khỏi giới thiệu nha. Sau khi ăn xong thì nguyên đám kéo đi giải trí với sân khấu ca nhạc tổng hợp Hoa Hướng Dương ở cạnh khách sạn Mường Thanh Cần Thơ luôn. Nguyên đám 4 đứa mỗi lần mua 5 tờ, một tờ 10.000, chơi hơn 1 triệu mà không được một lần trúng giải luôn má ơi. Sáng thức dậy ăn sáng thì tụi mình đi công việc ở Cần Thơ, rồi ông anh chỉ cho một cái chỗ bán bánh bao tài có ở số 12A đường Phạm Hùng, phường 2, thành phố Vĩnh Long mua bánh bao với lại bánh ú nhân thịt ăn nè. Tại sáng ở khách sạn Phúc ăn sơ sơ thôi cho nên bánh ú để về Sài Gòn ăn ok lắm, riêng bánh bao thì nói chung á là bánh ăn ngon, vị truyền thống, nhưng mà có lần cái là nó khai quá. Về đến Cái Bè thì tụi mình ghé vô trạm dừng chân Phương Trang chút xíu mà ở đây người ta sửa chữa lại thấy khang trang ghê ha. Ở đây ấy, bán nhiều loại đặc sản miền Tây lắm nhưng mà riêng Phúc thấy mua đồ ở đây thì thấy gì cũng mắc hết trơn. Về đến Mỹ Tho thì quán hủ tiếu Mỹ Tho ngon nhất trong lòng của Phúc là quán Tuyết ở đường Trần Quốc Toản, nhưng mà chiều mới mở cửa cho nên mình ăn ở quán Tuyết ngon để giới thiệu cho vài người bạn nè. Hủ tiếu Mỹ Tho thì các bạn nên ăn khô sẽ ngon hơn nha. Rồi có ai thấy tôi bỏ đường vô tô không? Bởi vì cứ về Mỹ Tho là tôi thích ăn vậy đó. Ăn xong hủ tiếu thì tụi mình đi công việc rồi ghé giếng nước làm ly nước mía nổi tiếng ở Mỹ Tho, có mít, rau câu, đậu phộng rồi quay về lại Sài Gòn.